Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Miền Tây Daily. Sáng nay ngày 18 tháng 11 năm 2021, mình xin chia sẻ một số thông tin sau. Đầu tiên là thông báo của Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Lạc thông báo về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn phường Vĩnh Lạc. Nay, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Lạc thông báo thời gian và địa điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn phường Vĩnh Lạc như sau. Ngày tiêm là ngày 18 đến ngày 19 tháng 11 năm 2021. Đối tượng tiêm mũi 2 vaccine Pfizer, đối tượng trên 65 tuổi, bệnh nền, đối với người đã tiêm mũi 1 vào các ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2021. Ngày 20 tháng 11 năm 2021, tiêm mũi 2 vaccine Verocell Sinopharm, đối với người đã tiêm mũi 1 vào các ngày 20 và ngày 22 tháng 10 năm 2021. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố, Công viên Văn hóa Lạc Hồng. Địa chỉ: số 351 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Lạc, thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Lưu ý: trường hợp tiêm ngừa vaccine mũi 2 mang theo giấy xác nhận tiêm ngừa mũi 1 của trạm y tế phường Vĩnh Lạc. Sau thời gian thông báo nêu trên, những trường hợp không đến tiêm vaccine, mọi thắc mắc, khiếu nại có liên quan về sau, cá nhân tự chịu trách nhiệm. Trên đây là thông báo về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn phường Vĩnh Lạc đến tất cả người dân được biết. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Bùi Phương Nam đã ký. Tiếp theo là thông tin không chủ quan dù đã tiêm vaccine phòng Covid-19. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ghi nhận nhiều ca mắc trong cộng đồng. Nhiều trường hợp đã tiêm một liều hoặc đủ hai liều vaccine nhưng vẫn có nguy cơ mắc bệnh Covid-19. Vì vậy, người dân không nên chủ quan, lơ là trong việc phòng bệnh mà phải tuân thủ khuyến cáo 5K, hạn chế đến nơi đông người, tụ tập khi không cần thiết. Đến hết ngày 14 tháng 11, toàn tỉnh thực hiện tiêm vaccine mũi 1 phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 95% dân số, 1.158.483 người, tiêm mũi 2 đạt trên 57% dân số, 703.369 người. Học sinh lớp 12 tiêm mũi 1 đạt trên 97% kế hoạch. Đối tượng từ 15 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 68% kế hoạch. Theo ngành y tế, chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 đã và đang nhận được sự tham gia, đồng thuận tích cực của nhân dân. Hiện tỉnh có tỷ lệ bao phủ vaccine cao là tiền đề quan trọng để tỉnh thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Thực tế cho thấy, đa số người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, một bộ phận người dân ý thức phòng chống dịch chưa cao, vẫn có tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Cái biệt một số người dân khi tiêm đủ hai liều vaccine nhưng vẫn có tâm lý chủ quan, không thực hiện nghiêm khuyến cáo về phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nhất là nhiều dịch vụ thiết yếu được mở cửa trở lại. Nếu không thực hiện biện pháp phòng dịch cơ bản, nguy cơ bệnh có thể bùng phát là điều có thể xảy ra. Dù không giãn cách xã hội nhưng tôi thấy dịch bệnh còn nhiều và nguy cơ lây nhiễm cao vì hàng quán mở cửa trở lại. Nhiều người tụ tập uống cà phê, ăn uống với nhau, không đeo khẩu trang, rất dễ nhiễm bệnh. Dù gia đình được tiêm vaccine một mũi nhưng có con nhỏ, nhưng có hai con nhỏ chưa được tiêm mũi nào nên tôi rất lo. Tôi giảm số lần đi chợ trong tuần, không nên đến nơi đông người khi không cần thiết, ra đường đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn tay, vệ sinh nhà thông thoáng. Chị Quỳnh Thị Hương Giang, ngụ phường An Hòa, thành phố Gạch Giá nói. Theo báo cáo của Sở Y tế, trung bình trên địa bàn tỉnh ghi nhận ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày ở 3 con số, trung bình trên 300 ca trên một ngày, trong đó phát hiện nhiều ca cộng đồng thông qua việc test nhanh tại các cơ sở y tế, test nhanh định kỳ tại đơn vị, cơ quan hoặc tại nhà. Có trường hợp không thực hiện khai báo y tế trung thực, không tuân thủ cách ly theo quy định, khi có kết quả xét nghiệm dương tính, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân. Một số người tiêm đủ liều vaccine chủ quan, tự cho mình là miễn dịch với virus SARS-CoV-2 nên tự do đi lại, không tuân thủ khuyến cáo 5K. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Nam, trưởng phòng nghiệp vụ y dược Sở Y tế, lợi ích và hiệu quả của vaccine phòng Covid-19 được các nước trên thế giới và trong nước công nhận. Vaccine giúp người được tiêm khỏi nhiễm bệnh, khi không may mắc bệnh triệu chứng nhẹ hơn, giảm tỷ lệ tử vong và giảm khả năng lây nhiễm cho người xung quanh. Tuy nhiên, không có vaccine nào đạt hiệu quả 100%. Sau khi tiêm vaccine, người tiêm có nguy cơ bị nhiễm SARS-CoV-2 và ngay cả khi tất cả người dân
được tiêm vaccine thì cũng chỉ là cách tạo miễn dịch cộng đồng, là biện pháp phòng ngừa, chứ không thể tiêu diệt được virus SARS-CoV-2. Hơn nữa, dù tiêm đủ 2 mũi, nhưng vaccine vẫn cần có thời gian để phát huy tác dụng. Các nghiên cứu cho thấy, sau khi tiêm vaccine mũi 1, hiệu quả phòng các biến thể của virus SARS-CoV-2 phải ít nhất 14 ngày sau mới có tác dụng. Sau khi tiêm mũi thứ hai, từ 1 tháng trở lên, vaccine mới đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu, và hiệu quả này chỉ đạt ở mức 60-90% tùy loại vaccine. Do đó, mặc dù được tiêm phòng vaccine thì mọi người dân phải thực hiện các biện pháp dự phòng, chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Trọng tâm là thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Một số người tiêm vaccine có thể không bị mắc bệnh nhưng vẫn có khả năng trở thành người mang virus và lây bệnh cho người khác, chẳng hạn như lây cho người già có bệnh nền, khiến họ có thể trở nặng hoặc tử vong, hoặc có thể lây cho trẻ em, do hiện nay trẻ em dưới 15 tuổi chưa được tiêm vaccine, bác sĩ Nguyễn Thanh Nam cho biết. Theo nhận định của ngành y tế, thời gian tới, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ngành y tế đề nghị các cấp, ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, trong đó cần đề cao tinh thần cảnh giác, chấp hành biện pháp phòng chống dịch COVID-19, kể cả khi người dân được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Tiếp theo là báo cáo của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, báo cáo kết quả thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phần 1, tình hình triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà. Thực hiện quyết định số 2186 ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành hướng dẫn thực hiện thí điểm cách ly người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đến nay đã có 12 trên 15 huyện, thành phố đã tổ chức cách ly F1 tại nhà. 3 huyện, thành phố chưa thực hiện cách ly F1 tại nhà gồm U Minh Thượng, Phú Quốc và Kiên Hải. Trong đó, U Minh Thượng và Kiên Hải có số ca mắc COVID-19 rất ít nên số lượng F1 phát sinh không nhiều. Từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 8 tháng 11 năm 2021, có tổng số là 6.128 trường hợp F1 được cách ly tại nhà. Hiện tại còn đang cách ly là 2.612 người, đã hoàn thành cách ly là 3.124 người. Trong quá trình theo dõi, giám sát y tế đối với các trường hợp F1 cách ly tại nhà, phát hiện có 392 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chiếm tỷ lệ là 6,4% trên tổng số người được cách ly tại nhà. Phần 2 là nhận xét đánh giá. A là mặt tích cực, việc cách ly F1 tại nhà góp phần giảm mật độ người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, qua đó giảm áp lực cho các lực lượng quản lý cơ sở, nhất là lực lượng y tế, giảm một phần kinh phí cho chi phí ăn uống và các vật dụng cho người cách ly tập trung. Mặc dù chưa có số liệu nghiên cứu, nhưng việc giảm bớt số lượng người tổng khu cách ly tập trung cũng góp phần làm giảm sự lây nhiễm chéo trong đó. Việc thực hiện thí điểm cách ly tại nhà đã giúp cho chính quyền cấp xã có thêm kinh nghiệm trong tổ chức cách ly y tế tại nhà, làm tiền đề để áp dụng thực hiện quản lý điều trị F0 tại nhà. B là khó khăn. Để quyết định áp dụng hình thức cách ly tại nhà, đòi hỏi phải mất nhiều thời gian để thẩm định điều kiện nhà ở và thực hiện việc giám sát y tế hàng ngày, lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, vân vân. Trong khi hầu hết vết các địa phương đều thiếu nguồn nhân lực, vì lực lượng chống dịch tại cơ sở còn phải căng sức ra để chi vết, xét nghiệm và nhất là phải tập trung để tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn dân. Một số đối tượng F1 cách ly tại nhà và người thân trong nhà đều thiếu ý thức phòng chống dịch, vi phạm các quy định về cách ly y tế tại nhà. Phần 3 là đề xuất kiến nghị. Với sự lây lan rất mạnh của chủng virus Delta, hầu hết các trường hợp F1 cùng nhà với F0 đều trở thành F0 trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 ngày. Các trường hợp này thuộc đối tượng nguy cơ cao nên đều được đưa đi cách ly tập trung. Vì thế, trong thời gian qua, số ca mắc trong khu cách ly rất cao. Hiện nay chúng ta đang thí điểm cách ly F0 tại nhà, do đó các trường hợp F1 ở trong nhà cũng cần phải được cách ly trong nhà đó luôn để thuận tiện cho việc sinh hoạt và chăm sóc lẫn nhau. Việc cách ly F1 chung nhà với F0 không làm tốn thêm nguồn nhân lực. Sau thời gian thí điểm tổ chức cách ly F1 tại nhà, chính quyền cơ sở và các lực lượng tham gia đã tích lũy được một số kinh nghiệm trước yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 như hiện nay. Sở Y tế kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo áp dụng
Thường quy cách ly F1 tại nhà trừ một số đối tượng đặc biệt như là F1 nguy cơ cao gần như chắc chắn sẽ thành F0. Trong khi trong nhà có người cao tuổi và hoặc có bệnh nền hoặc là những đối tượng thiếu ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch có thể làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo. Giám đốc Hà Văn Phúc đã ký. Phần chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Cô chú, anh chị em và các bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại.